ngày đặc biệt, ví dụ như là 8 tháng 3, ngày Noel hay là Trung Thu, thì team Chidori luôn cố gắng tạo ra những cái buổi workshop dành cho các bạn nhân viên. Để giới thiệu sơ về buổi workshop 8 tháng 3 lần này, thì team Chidori đã chọn chủ đề là hoa tay. Hoa tay có nghĩa là những cái bông hoa được làm từ bàn tay của chính mình, và mỗi ngày mình sẽ dùng tay để chạm vào đó lần tháng lần ngày. Để chuẩn bị cho các workshop lần này, mình đã chuẩn bị một số dụng cụ như là giấy nè, bút màu nè, khuôn in hoa và những cái miếng bông sốt để chấm màu. Những cái vật dụng này dù đơn giản nhưng cũng thể tạo ra được một cái thành phẩm rất là đẹp mắt và ý nghĩa. Để tạo ra một tờ lịch thì qua những bước đơn giản, đầu tiên là các bạn sẽ lấy một cái tờ giấy khoảng A5 hoặc là những cái size nào mà tùy mình mong muốn. Sau đó mình sẽ chọn cái khuôn để mình làm lịch, ví dụ như bạn thích hình tròn nè, hay là bạn thích hình lục giác hay hình vuông gì đó. Bước tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu chọn khuôn hoa. Thì khuôn hoa mình có rất là nhiều loại hoa và màu sắc cũng là do các bạn tự sáng tạo. Mình sẽ cố định khuôn hoa bằng băng tiêu giấy trên tờ giấy và mình sẽ dùng mút sốt mình chấm màu và loang màu dần ở trên cái tờ lịch của mình. Các bạn có thể dùng bút để vẽ thêm những cái chi tiết nhỏ như là viền hoa hoặc là thân cái cành. Sau khi mà mình hoàn tất á, thì mình sẽ cắt theo cái đường viền của hoa. Và cuối cùng là mình viết ngày tháng để lên đế gỗ, và thế là mình đã có một sản phẩm hoàn thành. Mong muốn của Chidori khi tổ chức workshop là dành cho các bạn nhân viên có một không gian thư giãn sau những thời gian làm việc nè, có thời gian dành riêng cho chính bản thân mình, và cũng là một buổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, kết nên bạn mới. Khi tham gia workshop thì ban đầu khá là lắng, bởi vì em không có biết một ai đó cả, nhưng mà mọi người ở đây rất là vui vẻ và thân thiện, mọi người chủ động phát triển với em, giúp đỡ em rất là nhiều. Nên khi tham gia workshop này là khiến mình kiếm được bạn mới. Sau buổi workshop ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui, cảm hứng, bởi vì đây là lần đầu tiên mình có thể tự tay là được món quà rất là xinh xắn, và cũng là lần hiếm hoi mà mình tập trung làm một điều gì đó cùng với tất cả những người bạn của mình tại Curie. Điều mình cảm thấy thích nhất ở buổi workshop ngày hôm nay đó là cảm giác tất cả các bạn tại Curie, và đặc biệt là cảm giác tụi mình cùng nhau tạo những thành quả mang màu sắc và cái tính riêng của mọi người. Cảm ơn Chidori đã tổ chức buổi workshop ngày hôm nay, sẽ rất là vui. Và nếu như có lần sau thì chắc chắn mình sẽ tham gia, và các bạn cũng vậy nhé. Các bạn ơi, lần tới hãy cùng mình tham gia buổi workshop tiếp theo của Chidori nha. Vui lắm đó, mình sẽ chờ các bạn.